Năng lượng của trăng tròn ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tình yêu tri kỷ. Sau đây là những dấu hiệu rất rõ ràng. Điều thứ nhất, cảm xúc thăng hoa. Năng lượng của trăng tròn có thể khuếch đại cảm xúc và tăng cường cảm xúc, khiến đây là thời điểm rất mạnh mẽ để những người tri kỷ kết nối ở mức độ rất sâu sắc. Trạng thái cảm xúc dâng cao này có thể tạo ra mối liên kết sâu sắc hơn giữa những người chia kỷ khi họ bày tỏ cảm xúc của mình một cách cởi mở và chân thực hơn. Nó cũng có thể dẫn đến cảm giác dễ bị tổn thương và thân mật hơn, cho phép những người bạn tri kỷ thực sự hiểu và hỗ trợ lẫn nhau theo cách có ý nghĩa hơn. Năng lượng của trăng tròn có thể đóng vai trò như là chất xúc tác cho sự phát triển cảm xúc và sự kết nối trong các mối quan hệ tri kỷ. Điều thứ hai, trượt giác tăng cường. Năng lượng của trăng tròn có tác dụng nâng cao khả năng trượt giác và tâm linh của chúng ta, giúp những người bạn tri kỷ dễ dàng kết nối ở mức độ sâu sắc hơn và hiểu nhau sâu sắc hơn. Trong thời gian trăng tròn, các cá nhân có thể trải nghiệm sự nhạy cảm và nhận thức cao hơn, cho phép họ tiếp thu những tín hiệu, cảm xúc và năng lượng tinh tế từ người bạn tri kỷ của mình. Sự kết nối trực quan ngày càng tăng này có thể dẫn đến cảm giác hiểu biết, đồng cảm và lòng trắc ẩn cao hơn giữa những người bạn tri kỷ, củng cố mối liên kết và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ. Những người bạn tri kỷ có thể nhận thấy rằng họ đồng đều hơn với suy nghĩ và cảm xúc của nhau trong thời gian trăng tròn, tạo ra cảm giác kết nối và đoàn kết sâu sắc, có thể nâng cao mối quan hệ của họ theo những cách có ý nghĩa. Điều thứ ba, sức mạnh biểu hiện. Trăng tròn là thời điểm rất hiệu quả để bày tỏ và đặt ra những ý định, khiến đây trở thành cơ hội lý tưởng để những người bạn tri kỷ đến với nhau và điều chỉnh tầm nhìn cho mối quan hệ của họ. Bằng cách khai thác năng lượng của trăng tròn, những người bạn tri kỷ có thể tập trung vào mục tiêu, ước mơ và mong muốn chung của họ đồng thời đặt ra ý định để mối quan hệ của họ phát triển và nảy nở. Nỗ lực hợp tác này có thể tăng cường kết nối và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ khi họ cùng nhau hướng tới một tầm nhìn chung cho tương lai. Những người bạn tri kỷ có thể sử dụng năng lượng của trăng tròn để khuếch đại ý định của mình, thể hiện những thay đổi tích cực trong mối quan hệ của họ và tạo nền tảng vững chắc để tình yêu của họ phát triển bằng cách đến với nhau trong thời gian mạnh mẽ này những người tri kỷ có thể cùng nhau tạo dựng một mối quan hệ viên mãn hài hòa và phù hợp với những mong muốn sâu sắc nhất của họ điều thứ tư giao tiếp rõ ràng năng lượng của trăng tròn có thể tạo điều kiện cho sự giao tiếp rõ ràng và cởi mở hơn giữa những người bạn tri kỷ trong thời gian này các cá nhân có thể cảm thấy hòa hợp hơn với cảm xúc của mình và sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình một cách cởi mở và trung thực hơn điều này có thể tạo ra không gian để những người bạn tri kỷ có những cuộc trò chuyện có ý nghĩa hiểu sâu hơn về nhau và giải quyết mọi xung đột hoặc hiểu lầm có thể nảy sinh trong mối quan hệ của họ năng lượng cảm xúc dâng cao của trăng tròn có thể khuyến khích những người bạn tri kỷ giao tiếp với lòng trắc ẩn sự đồng cảm và tính xác thực dẫn đến sự thân mật và kết nối giữa họ lớn hơn. Bằng cách tham gia vào cuộc đối thoại chân thành và cởi mở trong dịp trăng tròn, những người bạn tri kỷ có thể củng cố mối quan hệ, xây dựng niềm tin và tạo nền tảng cho sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau trong mối quan hệ của họ. Điều thứ năm, sự điều chỉnh năng lượng. Những người bạn tri kỷ có thể cảm thấy một kết nối năng lượng mạnh mẽ hơn trong thời gian trăng tròn vì năng lượng tăng cao của giai đoạn mặt trăng này có thể giúp điều chỉnh hào quang và rung động của họ dễ dàng hơn sự đồng bộ hóa năng lượng này có thể tạo ra cảm giác hài hòa và cân bằng giữa những người bạn tri kỷ cho phép họ kết nối ở mức độ sâu hơn và cộng hưởng với tần số của nhau mạnh mẽ hơn năng lượng cảm xúc và tinh thần tăng lên khi trăng tròn có thể khuếch đại mối liên kết giữa những người bạn tri kỷ với nhau khiến họ dễ dàng cảm nhận được sự hiền diện suy nghĩ và cảm xúc của nhau hơn sự kết nối năng lượng cao độ này có thể thúc đẩy cảm giác đoàn kết thấu hiểu và gần gũi giữa những người bạn tri kỷ với nhau nâng cao mối quan hệ của họ và tạo ra cảm giác thống nhất sâu sắc bằng cách cùng nhau hòa hợp với năng lượng của trăng tròn những người bạn tri kỷ có thể tăng cường kết nối tâm linh gắn kết sâu sắc hơn và trải nghiệm cảm giác yêu thương, hỗ trợ và gắn kết hơn trong mối quan hệ của họ. Điều thứ sáu, chữa lành và chuyển hóa. Trăng tròn là thời điểm rất mạnh mẽ để giải phóng và biến đổi, khiến đây trở thành cơ hội lý tưởng để những người bạn tri kỷ tham gia vào quá trình hàn gắn, trưởng thành và phát triển cá nhân trong mối quan hệ của họ. Năng lượng mãnh liệt của trăng tròn có thể hỗ trợ những người bạn tri kỷ giải tỏa những vết thương trong quá khứ buông bỏ những khuôn mẫu tiêu cực và đón nhận những thay đổi và biến đổi tích cực bằng cách cùng nhau khai thác năng lượng này những người bạn tri kỷ có thể bắt tay vào hành trình chữa lành khám phá bản thân cho phép họ đối mặt và hàng gắn mọi gánh nặng tình cảm hoặc những vấn đề chưa được giải quyết có thể đang cản trở họ trong mối quan hệ của mình năng lượng của trăng tròn có thể cung cấp chất xúc tác cho sự phát triển cá nhân và các mối quan hệ cho phép những người bạn tri kỳ phát triển, học hỏi và mở rộng khả năng yêu thương, lòng trắc ẩn và sự hiểu biết bằng cách làm việc cùng nhau để khai thác sức mạnh biến đổi của trăng tròn. Những người tri kỷ có thể tạo ra một môi trường hỗ trợ và nuôi dưỡng để chữa lành, phát triển và thay đổi tích cực trong mối quan hệ của họ. Cuối cùng là củng cố mối quan hệ của họ và làm sâu sắc thêm mối liên hệ của họ trong tình yêu. Điều thứ bảy, thời gian thần thánh, thời gian thần thánh vào dịp trăng tròn, đó là thời điểm những người bạn kia kỹ thực sự có thể cảm nhận được ý thức sâu sắc về số phận và sự kết nối trong thời gian này, như thể vũ trụ đang hướng dẫn họ hướng về nhau và hỗ trợ mối quan hệ của họ. Năng lượng tăng cao của trăng tròn có thể khuếch đại cảm giác đồng bộ, khiến những người bạn tri kỷ hòa hợp hơn với các dấu hiệu, tín hiệu và thông điệp từ vũ trụ. Cảm giác về thời điểm thiên niên này có thể làm sâu sắc thêm niềm tin của họ vào bản chất tâm linh trong mối quan hệ của họ và củng cố niềm tin của họ vào sức mạnh của tình yêu. Những người bạn tri kỷ có thể cảm nhận được cảm giác về sự hòa hợp và liên kết của vũ trụ trong thời gian trăng tròn. Như thể vũ trụ đang an bài đưa họ đến với nhau và giúp họ hoàn thành mục đích và tiềm năng chung. Bằng cách nắm bắt cảm giác về số phận và sự kết nối này, những người bạn tri kỷ có thể mở lòng đón nhận điều kỳ diệu và bí ẩn của vũ trụ, cho phép họ trải nghiệm cảm giác sâu sắc hơn về tình yêu, sự tin tưởng và sự kết nối tâm linh trong mối quan hệ của họ. Những điều Quốc Anh vừa chia sẻ chỉ là một số cách mà năng lượng hào quang của trăng tròn có thể ảnh hưởng đến kết nối tình yêu tri kỷ. Hãy nhớ rằng mỗi mối quan hệ là duy nhất. Vì vậy, điều quan trọng là phải chú ý đến trải nghiệm và cảm xúc của chính bạn trong thời gian trăng tròn để xem nó tác động như thế nào đến kết nối của bạn với tri kỷ. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua số điện thoại Zalo lô Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.